Trung Quốc chén mạnh, Việt Nam sẽ thua nếu đối đầu với Campuchia. Chỉ trong vòng 2 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự biến động lớn chưa từng có trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Mặc dù mối quan hệ này vẫn luôn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn, nhưng cả hai quốc gia đều đang vun đắp và giữ gìn nó. Vấn đề được thảo luận nhiều trong quan hệ này có thể nhắc đến khi Campuchia công bố xây dựng kênh đào Phù Nam Tách Châu. Kênh đào này được cho là ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Khu vực này cũng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu cũng như từ các hệ thống đập giữ nước trên sông Mekong. Việt Nam không ngăn cản Campuchia xây dựng kênh đào, nhưng chỉ yêu cầu họ tham vấn để đánh giá đúng mức độ tác động cũng như tìm biện pháp giải quyết tối ưu nhất cho vấn đề này. Tuy nhiên, phía Campuchia đã từ chối bước cho anh này. Tiếp đó là gói sửa chữa quân cảng Rim mà Campuchia đã trao cho Trung Quốc. Không có gì phải bàn cãi nếu như một công trình của Việt Nam xây dựng để kỷ niệm quan hệ với Campuchia tại khu vực quân cảng này đã bị phá bỏ, cùng với một công trình của Mỹ cũng từng được xây dựng tại đây. Thêm vào đó là cuộc biểu tình của hơn 16.000 người dân Campuchia tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phương Tây, một cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có với lý do phản đối Campuchia tham gia tam giác phát triển CLV, đồng thời Campuchia bán rẻ đất cho Việt Nam, hay Việt Nam chiếm đất của Campuchia bán rẻ đất cho Việt Nam, hay Việt Nam chiếm đất của Campuchia. Điều này cho thấy chủ nghĩa cực đoan bài trừ Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng là quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển CLV mà Campuchia thông báo vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Quyết định này đã ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai nước. Tất cả những diễn biến này đều được bạn bè quốc tế theo dõi sát sao. Bởi trong quá khứ, có một điểm rất đặc biệt trong mối quan hệ này mà cả thế giới đều biết rõ. Chỉ một bộ phận giới trẻ và các phe phái đối lập của chính quyền ông Hun Sen là giả vờ nhưng không biết mà còn xuyên tạc nó. Đó chính là việc Việt Nam đã giúp Campuchia đánh bại và hồi sinh đất nước này thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chính vì vậy, khi mối quan hệ hai nước tiếp tục xảy ra những bất đồng gần đây, nhiều cư dân mạng trên thế giới đã đặt ra câu hỏi liệu có cuộc chiến nào giữa Campuchia và Việt Nam sẽ lại xảy ra hay không. Đáng chú ý là dân mạng Trung Quốc, một quốc gia có lẽ rất nhạy cảm với mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, đã có bài viết trên trang báo Sohu với tiêu đề mang tính thời sự về mối quan hệ này. Nếu Việt Nam và Campuchia xảy ra chiến tranh, liệu Việt Nam có thể giành chiến thắng hay không? Vậy cụ thể, nội dung bài báo này như thế nào? Nó có phản ánh đúng tình hình thực tế giữa hai nước Campuchia và Việt Nam hay không? Và nếu thực sự điều này xảy ra, liệu Việt Nam có chiến thắng? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung bài báo này. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của Campuchia. Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đầy phức tạp và biến động, Campuchia, mặc dù là một quốc gia nhỏ nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng. Sự phát triển của sức mạnh quân sự không chỉ đảm bảo an ninh ổn định cho quốc gia này mà còn có tác động sâu rộng đến tình hình địa chính trị trong khu vực. Trước tiên, chúng ta không thể không nhắc đến bối cảnh lịch sử của sự phát triển sức mạnh quân sự Campuchia. Từ cuối thập niên 7 đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đất nước này đã trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài hơn chục năm, để lại những di chứng nặng nề. Cuộc xung đột này không chỉ mang tính hủy diệt mà còn làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của Campuchia. Trong thời gian ngắn, với lực lượng quân sự hùng mạnh, Việt Nam đã nhanh chóng đánh chiếm thủ đô Phnom Penh, lật đổ chính quyền Khmer Đỏ và thiết lập một chính quyền mới. Trong giai đoạn này, Campuchia gần như không còn lực lượng quân sự. Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn và rối ren kéo dài, tạo ra một bối cảnh đầy thách thức cho sự tái thiết sau này. Tuy nhiên, việc kết thúc chiến tranh không đồng nghĩa với việc lực lượng quân sự của Campuchia có thể giảm bớt ổn định. Trái lại, những bài học đau thương từ cuộc xung đột đã giúp Campuchia nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc củng cố quốc phòng. Bắt đầu từ thập niên 1990, đất nước này đã từng bước xây dựng lại lực lượng quân sự và đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa. Hiện nay, lực lượng lục quân Campuchia là nòng cốt của quân đội quốc gia. Trải qua nhiều năm phát triển, lực lượng này đã thực hiện một quá trình hiện đại hóa rõ nét, đặc biệt nhờ vào sự hỗ trợ đáng kể từ Trung Quốc. Những thay đổi trong trang bị quân sự chủ yếu đến từ Trung Quốc, bao gồm xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh và nhiều loại vũ khí khác này. Những trang bị này không chỉ nâng cao khả năng tác chiến của quân đội Campuchia mà còn góp phần củng cố lòng tin của họ trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực. Điều đáng chú ý là quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia trong lĩnh vực quân sự không chỉ dừng lại ở việc viện trợ trang bị. Trong những năm gần đây, hai nước đã nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập chung, tiêu biểu là diễn tập liên hợp Kim Long Hành Phu Ninh Tử. Những cuộc diễn tập này không chỉ nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai bên mà còn thể hiện lập trường kiên định trong các vấn đề an ninh khu vực. So với lục quân, sức mạnh không quân của Campuchia vẫn còn tương đối yếu. Hiện nay, máy bay chiến đấu chủ lực của Campuchia chủ yếu là những chiếc MiG-21 đã cũ kỹ, lạc hậu so với yêu cầu khắt khe của không chiến hiện đại. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia đã nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này và đang tích cực tiến hành cải tạo, hiện đại hóa lực lượng không quân.
Theo thông tin từ báo chí, Campuchia đang xem xét việc mua máy bay huấn luyện chiến đấu L-15B từ Trung Quốc. Những máy bay này không chỉ mang lại sức mạnh tác chiến mạnh mẽ mà còn được trang bị khả năng mang theo nhiều vũ khí tiên tiến, từ đó nâng cao hiệu quả tấn công chính xác vào các mục tiêu trên đất liền. Campuchia cũng có kế hoạch nhập khẩu máy bay đặc chủng chiến thuật từ Trung Quốc và hệ thống tên lửa phòng không để nâng cao năng lực phòng không. Sự phát triển của Hải quân Campuchia còn tương đối tụt hậu, nhưng vai trò quan trọng của nó không thể bỏ qua. Với sự phát triển không ngừng của hoạt động buôn bán về bên ngoài, an ninh trên biển đã trở thành trọng điểm của Campuchia. Vì thế, chính phủ Campuchia bắt đầu tăng cường xây dựng hải quân và nhập khẩu một số trang bị tàu thuyền tiên tiến. Trong đó, tàu hộ vệ 56 của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong hải quân Campuchia. Những tàu hộ vệ này không chỉ nâng cao năng lực tác chiến viễn dương cho hải quân Campuchia mà còn giúp bồi dưỡng nhân lực vận hành và tác chiến trên hạm. Bên cạnh đó, Campuchia có kế hoạch nhập khẩu thêm nhiều tàu thuyền phòng thủ bờ biển để tăng cường năng lực phòng ngự trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn là mối đe dọa chủ yếu đối với lực lượng quân sự Campuchia. Việt Nam từng tự nhận là cường quốc quân sự số 3 thế giới. Sức mạnh quân sự của Việt Nam đứng hàng đầu ở Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực không quân và hải quân. Việt Nam có ưu thế áp đảo so với Campuchia về trang bị hạng nặng. Sự bất đối xứng về quân sự này khiến Campuchia chịu áp lực lớn khi ứng phó với các mối đe dọa và khiêu khích từ Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia không chọn khuất phục trước áp lực kẻ đeo trọi, diễn đến trại. Ngược lại, họ thông qua việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước hữu hảo khác để liên tục nâng cao sức mạnh quân sự, đối phó với các thách thức an ninh khu vực. Hiện tại, tình hình chính trị tại Đông Nam Á đang trải qua thời kỳ thay đổi sâu sắc. Một mặt, cùng với sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang phía đông của các nước phương Tây như Mỹ, Đông Nam Á dần trở thành trọng điểm đấu tranh địa chính trị quốc tế. Mặt khác, quan hệ hợp tác hữu nghị của Trung Quốc với Đông Nam Á ngày càng sâu sắc hơn, mang lại động lực mới cho hòa bình và ổn định khu vực. Trong bối cảnh này, sự phát triển sức mạnh quân sự của Campuchia đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Thông qua việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc, Campuchia không chỉ giành được những hỗ trợ kỹ thuật và trang bị quân sự tiên tiến mà còn nhận được thêm hỗ trợ và giúp đỡ trên vũ đài quốc tế. Điều này sẽ giúp Campuchia phát huy vai trò tích cực hơn trong các sự vụ khu vực, duy trì lợi ích quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Kinh tế luôn là nền tảng cho sức mạnh quân sự. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Campuchia đã duy trì xu hướng tăng trưởng ấn tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sức mạnh quân sự. Theo dự báo, vào năm 2024, GDP của Campuchia có thể tăng 6% so với 5% của năm 2023. Sự tăng trưởng này không chỉ cung cấp cho chính phủ Campuchia một nguồn lực tài chính dồi dào để củng cố quốc phòng, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp lưỡng dụng, mở ra nhiều cơ hội cho quá trình hiện đại hóa quân sự. Triển vọng tương lai của sức mạnh quân sự Campuchia hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Một mặt, Campuchia sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quân sự với Trung Quốc, nhập khẩu thêm nhiều trang thiết bị quân sự tiên tiến. Mặt khác, đất nước này cũng sẽ tập trung vào việc tự chủ xây dựng và phát triển lực lượng quân sự của mình, không ngừng nâng cao năng lực tác chiến và khả năng ứng phó với các thách thức an ninh khu vực. Bên cạnh đó, Campuchia sẽ chủ động tham gia vào các hoạt động khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia lân cận nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực, góp phần vào sự phát triển và phồn vinh chung. Tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Campuchia sẽ trở thành một quốc gia an toàn, ổn định và thịnh vượng hơn, đồng thời đóng góp đáng kể vào hòa bình và phát triển khu vực và thế giới. Mặc dù bài báo này không đề cập đến việc nếu Việt Nam và Campuchia xảy ra chiến tranh thì liệu Việt Nam có thể chiến thắng hay không, nhưng nó đã nêu bật sự thật rằng sức mạnh quân sự của Campuchia đang dần được nâng cấp, phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của Trung Quốc. Nội dung cũng phản ánh cái nhìn chung và quan điểm phiến diện của một số người Trung Quốc về mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Vậy thì, những nội dung này có phản ánh đúng tình hình thực tế giữa hai nước Campuchia và Việt Nam hay không? Đầu tiên, họ đã cho rằng Campuchia đã trải qua cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm với việc Việt Nam chiếm thủ Do Kwe Nom Penh, lật đổ chính quyền Khmer Đỏ và thiết lập chính quyền Bù Nhìn. Đây chẳng phải là việc Việt Nam giúp Campuchia đánh tan chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia mà thế giới đều phải công nhận để gì. Tại sao nhiều người Trung Quốc không chịu hiểu? Đến tận ngày nay, thế giới cũng như người Campuchia vẫn chưa thể lý giải hay tìm được câu trả lời cho việc tại sao Khmer Đỏ lại thanh trừng nội bộ và tàn sát chính dân tộc mình một cách dã man như vậy. Theo thống kê, gần 3 triệu người Campuchia đã bị giết chỉ trong khoảng 3 năm âm cơ. Khmer Đỏ tuyên bố rằng dù phải diệt thêm 1 triệu người nữa, họ cũng kiên quyết làm, giết nhầm một kẻ vô tội còn hơn để sót một kẻ chống đối. Trong gia đình, nếu một người ra rừng theo chống đối, cả ba đời sẽ bị giết. Đã có những nhận định cho rằng đó là một sự biến thái của phong trào nông dân cực tả mà những người trí thức như Pol Pot và Ieng Sary đã học được từ phương Tây nhưng không đến nơi đến chốn, rồi vận dụng vào phong trào nông dân, tạo nên một phong trào nông dân cực tả với một tinh thần kỳ thị, tiến hành một xã hội nông dân cực tả với một tinh thần không trợ đình, không trợ bình, không trợ họ, không trợ trường.
đó là một mô hình vô cùng quái dị trong lịch sử loài người. Khmer Đỏ không những tàn sát dã man dân tộc mình mà chúng còn tấn công, xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam từ năm 1975 đến 1977. Chúng đã điều động 41% quân số và trang thiết bị áp sát biên giới Việt Nam với nhiều tội ác, xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, trà đạp lên những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Tháng 12 năm 1978, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã được thành lập và họ đã gửi lời kêu gọi giúp đỡ đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là cựu Thủ tướng Hun Sen khi đó đã sang Việt Nam bày tỏ mong muốn được giúp đỡ chống lại Khmer Đỏ. Và kết quả sau đó thì chúng ta đã biết rõ, Việt Nam đã giúp Campuchia giành lại độc lập từ chính quyền chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tuy nhiên, có lẽ việc chúng ta tiếp tục ở lại Campuchia trong hơn một thập kỷ sau đó đã tạo điều kiện cho các phe đối lập và các tổ chức cực đoan có lý do để xuyên tạc, thêu dệt sai sự thật về Việt Nam. Tại sao Việt Nam lúc đó chưa thể rút về nước luôn mà tiếp tục ở lại Campuchia? Bởi vì quân đội lúc đó của Campuchia quá yếu. Nếu quân đội Việt Nam rút về nước thì chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sẽ quay lại và điều này rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho bạn cũng là nguy hiểm cho chúng ta. Bộ vệ đều dừng. Thế nên Việt Nam phải ở lại trong suốt 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989. Chúng ta giúp Campuchia thoát khỏi sự nhăm nhe của tàn quân Khmer Đỏ, vừa giúp nước bạn tái thiết đất nước. Thời kỳ đầu, Việt Nam và Campuchia cùng làm, nhưng sau đó Campuchia làm là chính, Việt Nam chỉ hỗ trợ. Đến năm 1989, khi tình hình quốc tế và mọi việc đã chín mùi, lực lượng của Campuchia cũng đã tự đứng vững, lúc đó Việt Nam mới rút quân về nước. Một sự giúp đỡ trí tình, trí lý như vậy nhưng vẫn bị xuyên tạc thành xâm chiếm Campuchia và ở lại để tạo ra chính quyền bù nhìn. Người Trung Quốc sao không hiểu rằng nếu Việt Nam xâm lược Campuchia thật thì Việt Nam sẽ ở lại đó và xây dựng chính quyền quân sự của mình, chứ tự nhiên rút lui về nước làm gì? Trong phiên xét xử sáng ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia phán quyết rằng chính quyền Khmer Đỏ đã phạm tội diệt chủng tại Campuchia trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1975 đến năm 1979. Phán quyết này là một sự kiện lịch sử đối với Campuchia, thế giới và cả công lý quốc tế. Điều này đã chứng minh rằng việc Việt Nam giúp đỡ Campuchia tiêu diệt Khmer Đỏ là đúng với công lý quốc tế, là sự giúp đỡ trong sáng. Không hiểu sao, cả quốc tế đã công nhận mà người Trung Quốc vẫn xuyên tạc được. Họ còn cho rằng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam luôn là mối uy hiếp chủ lực của lực lượng quân sự Campuchia. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Đông Nam Á không ngừng sâu sắc hơn, mang lại động lực mới cho hòa bình và ổn định khu vực. Không hiểu có sự nhầm lẫn nào trong cách nhìn nhận thế giới khách quan của người Trung Quốc hay không. Mối đe dọa với cả khu vực Đông Nam Á chẳng phải là Trung Quốc hay sao. Nhìn lại vấn đề tranh chấp tại Biển Đông có thể thấy Trung Quốc đang đơn độc một mình, các quốc gia còn lại đang tranh chấp và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang xích lại gần nhau hơn trong vấn đề này. Người Trung Quốc nên đặt ra câu hỏi tại sao những nước khác có những mâu thuẫn trong tranh chấp chung với nhau như Việt Nam với Philippines hay Malaysia, Indonesia, nhưng họ lại cùng bắt tay với nhau mà phản đối yêu sách Biển Đông của Trung Quốc. Chẳng phải vì yêu sách này là quá phi lý, không đúng với luật pháp quốc tế và trái với đạo lý sao? Bài viết cho rằng quân đội Campuchia đã được Trung Quốc giúp đỡ tận tình và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Vâng, điều này thì đúng, cả thế giới ai cũng biết rằng Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia những gì và mưu đồ của họ tại đất nước này, nhất là quân cảng RIM. Theo nhiều nhà nghiên cứu, căn cứ RIM giúp Trung Quốc trong việc liên lạc vệ tinh, vì Trung Quốc không có gì nằm gần với đường xích đạo để liên lạc và theo dõi vệ tinh. Hệ thống theo dõi radar từ căn cứ RIM có thể giúp quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa trong các hoạt động xung quanh eo biển Malacca và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo như giáo sư Alexander Vu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông, các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ bị vô hiệu hóa rất đơn giản. Mấy trăm tên lửa rồi thì máy bay không người lái drone mang chất nổ đến là tiêu diệt, không có gì che chở, hoàn toàn trơ vơ ở đại dương. Do đó, có cùng quan điểm với giáo sư Vu Vinh, nếu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát căn cứ RIM với hệ thống radar ở những đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát và bao phủ một vùng rộng lớn đối với Việt Nam, cụ thể là toàn bộ vùng tâm khu vực Đông Á, rộng hơn là toàn bộ trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đây chỉ là vấn đề radar để nghe, nhìn tất cả những gì diễn ra, chưa nói đến chuyện căn cứ mà từ đó người ta có thể xuất phát, đưa tàu và phương tiện để làm chủ vùng trời, vùng biển hoặc những khu vực gần đó. Đây cũng là một điều có thể xảy ra. Điều này chứng tỏ Trung Quốc tốt bụng với Campuchia đều là có mục đích và initial. Người Trung Quốc nên hiểu rằng nếu có ý đồ xấu thì Việt Nam phải chiếm hoặc kiểm soát căn cứ quân sự của Campuchia như Trung Quốc đang thực hiện. Chứ có ai đi xâm lược mà lại giúp kiến thiết đất nước, phát triển kinh tế cho họ. 4 tỉnh của Campuchia trong khu vực tam giác phát triển,
Campuchia với Việt Nam trước khi có dự án này đã được Việt Nam viện trợ về y tế và giáo dục như thế nào? Có đất nước nào đi xâm chiếm mà lại lo cho sức khỏe cũng như dân trí của người dân nước đó như Việt Nam không? Hãy đặt câu hỏi ngược lại, người Trung Quốc muốn gì mà lại mở rộng sáng kiến vành đai và con đường tại Campuchia khi khả năng sập bẫy nợ của nước này rất lớn với những khoản vay khổng lồ của Trung Quốc cho những dự án này? Hay việc Trung Quốc đang hiện diện tại Diem được giải thích như thế nào? Một bước. Điều này thì người dân Campuchia và Trung Quốc nên hiểu rõ. Và với tiêu đề của trang báo này đưa ra, nếu chiến tranh thực sự xảy ra giữa Campuchia và Việt Nam, liệu Việt Nam có chiến thắng hay không? Phải chắc chắn một điều rằng, với bất kỳ mối quan hệ quốc tế nào, Việt Nam sẽ không bao giờ là bên khơi mào một cuộc chiến bởi người Việt Nam rất yêu hòa bình. Trên thế giới, hiếm có đất nước nào mà thời gian bị đô hộ và trải qua nhiều chiến tranh như Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà người Việt Nam trân quý hòa bình biết bao. Bao nhiêu năm Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, Việt Nam vẫn hết sức bình tĩnh và có những biện pháp giải quyết cực kỳ khôn khéo. Thành quả là Trung Quốc cũng đang nể phục Việt Nam trong việc này. Hãy nhìn cách Trung Quốc hung hăng với Philippines trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và cách họ im lặng trước Việt Nam, bồi lấp các đảo của mình trên Biển Đông với tốc độ khủng khiếp để thấy rõ hơn điều này. Đây là minh chứng cho thấy trong mối quan hệ với Campuchia, Việt Nam hơi lúc nào hết vẫn rất vun đắp, gìn giữ mối quan hệ với nước bạn. Trong quá khứ cũng như hiện tại, chưa bao giờ Việt Nam thực hiện bất kỳ một hành động quá khích nào. Thế nhưng nếu có nguy cơ chiến tranh xảy ra giữa hai nước, chúng ta hãy bàn đến trường hợp Campuchia gây sự trước. Vì như đã nói, Việt Nam sẽ không bao giờ gây hấn trước, thì liệu Việt Nam có chiến thắng không? Như trong bài báo của Trung Quốc có nói về quân sự của Campuchia, quân sự đúng là yếu tố quyết định thắng bại của cuộc chiến. Thế nhưng, ở đây khác với người Trung Quốc, chúng ta hãy nói về yếu tố tinh thần. Bởi chỉ những kẻ cường bạo chuyên đi gây hấn xâm lược mới cho rằng sức mạnh cơ bắp hay sức mạnh quân sự quyết định tất cả. Người Việt Nam, đất nước yêu trụng hòa bình và công lý, luôn có cách nhìn khác ảnh xỉ. Lịch sử đã chứng minh, một đất nước không có nền quân sự hùng mạnh, cũng như những khí tài quân sự hiện đại như Việt Nam, đã chiến thắng các đế quốc thực dân được cho là có nền quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Đó là Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Thì dường liệu rằng người Trung Quốc còn nhớ hay đã quên? Điều này có được là do đâu? Đó chính là sức mạnh tinh thần. Đừng dự, chúng ta chiến đấu vì công lý, vì lẽ phải, vì tình yêu nước. Và chính điều này là sức mạnh lớn giúp Việt Nam thắng tất cả các quốc gia có nền quân sự mạnh mẽ nhất mô tỷ. Hiếm có đất nước nào lại có tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước lớn lao như ở Việt Nam. Đây là điều mà thế giới đã và đang công nhận. Chính vì vậy, không cần mang quân sự ra so sánh nhiều, nhưng người Trung Quốc đã đưa ra dẫn chứng về quân sự của Campuchia. Bởi lẽ chúng ta cũng biết rõ rằng Việt Nam đang phát triển tốt nguồn lực quốc phòng. Nhưng để nói về tinh thần thì Campuchia ở một khoảng cách khá xa với Việt Nam vô trì. Đó chính là thứ mà khiến cho Việt Nam có quyền tin rằng nếu thực sự có cuộc xung đột xảy ra giữa Việt Nam và Campuchia, thì Việt Nam tất yếu sẽ giành chiến thắng. Qua đây có thể thấy nhiều người dân Trung Quốc cũng như một số thành phần phản động vẫn có những cái nhìn sai lệch về Việt Nam, nhất là trong cuộc chiến giúp Campuchia chống lại Khmer Đỏ. Mặc dù quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia thời gian qua có nhiều tranh luận, thế nhưng hai nước vẫn đang tiếp tục vun đắp mối quan hệ này. Bởi vì hơn ai hết, Việt Nam rất trân trọng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước láng giềng. Nếu thực sự có cuộc xung đột giữa hai nước như trong bài báo này của Trung Quốc, thì chắc chắn rằng Việt Nam không phải là bên gây hấn trước. Chúng ta cũng tin tưởng rằng với lòng yêu đồng nàn, Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng tất cả những kẻ thù như lịch sử đã từng. Kính thưa quý vị, hai năm qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều quyết định gây tranh cãi và thất vọng của chính phủ Campuchia với Việt Nam, đặc biệt nhất là quyết định rút lui khỏi dự án TLV của nước này vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Quyết định này không chỉ gây lo ngại cho mối quan hệ giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia trong dự án phát triển kinh tế CLV, mà còn gây ra sự phẫn nộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ yếu là những lời chỉ trích lối sống quả cầu rút ván của Campuchia. Sự kiện này còn chưa giảm nhiệt thì mới đây, thông tin Thụy Điển sẽ chính thức đóng cửa toàn bộ văn phòng đại sứ quán của nước này tại Campuchia vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Động thái này cũng được ngầm hiểu là sự hợp tác song phương và những ưu đãi mà Thụy Điển dành cho Campuchia sẽ dần dần chấm dứt. Quyết định này của Thụy Điển cần phải được nói rõ rằng nó đã được đưa ra theo một lộ trình được tính toán thận trọng từ nhiều năm trước, không phải là một quyết định chóng vánh hay có liên quan gì đến các hành động của Campuchia với Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều mà nhiều người thấy ở sự kiện này chính là cách Campuchia đối xử với những quốc gia từng giúp đỡ mình, từ Việt Nam đến Thụy Điển hay Nhật Bản. Vậy Thụy Điển đã từng giúp đỡ Campuchia như thế nào? Điều gì dẫn đến quyết định Thụy Điển đóng cửa đại sứ quán tại Campuchia? Điểm chung giữa sự kiện này với cách mà Campuchia đối xử với Việt Nam và các quốc gia từng giúp đỡ mình là gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này.
Đầu tiên, chúng ta hãy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Thụy Điển đã từng giúp đỡ Campuchia như thế nào. Khi nhắc đến Thụy Điển, nhiều người Việt Nam sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một đất nước nổi tiếng với sự thân thiện và hào phóng, nhất là đối với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Sự hỗ trợ phát triển của Thụy Điển với Việt Nam bắt đầu từ năm 1969, và sau 50 năm, quốc gia Bắc Âu này đã dành 4 tỷ đô la cho sự phát triển của Việt Nam, tính theo tỷ giá hiện tại. Đặc biệt, tính đến năm 2021, viện trợ trực tiếp không hoàn lại từ chính phủ Thụy Điển đã lên tới 3 tỷ đô la cho Việt Nam. Thụy Điển đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ ODA cho Việt Nam, trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai trong thập niên 70, lớn nhất trong thập niên 80 và đứng thứ tư trong thập niên 90. Những khoản viện trợ của Thụy Điển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của các lĩnh vực giáo dục, y tế và thể chất ở Việt Nam, giúp đất nước đạt được những tiến bộ đáng kể. Nhiều người Việt Nam đã trải qua thời kỳ bao cấp chắc chắn vẫn nhớ rõ sự giúp đỡ thiết thực của Thụy Điển trong những năm tháng khó khăn này. Những dự án như nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Uông Bí không chỉ là những công trình bình thường mà còn trở thành biểu tượng của sự hợp tác song phương và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Tương tự như với Việt Nam, Thụy Điển đã bắt đầu hỗ trợ Campuchia từ rất sớm. Ngay từ năm 1979, quốc gia này đã khởi xướng chương trình viện trợ dài hạn cho Campuchia với hy vọng mang lại cho người dân nước này một cuộc sống dân chủ và ấm no. Hơn 40 năm qua, Thụy Điển đã đầu tư hàng tỷ đô la vào sự phát triển của Campuchia, đặc biệt trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2017, Thụy Điển đã viện trợ cho Campuchia khoảng 4 tỷ sách, tương đương với 400 triệu đô la. Trong nhiều năm, Thụy Điển luôn nằm trong top 3 quốc gia châu Âu với mức viện trợ cao nhất cho Campuchia. Đáng chú ý, Thụy Điển còn huy động xúc tiến để Sunny, một thương hiệu thời trang nổi tiếng, trở thành khách hàng chủ chốt của các nhà máy may mặc Campuchia. Đây được coi là nguồn thu ngoại tệ chính của đất nước này. Theo thống kê năm 2019, ngành may mặc không chỉ là lĩnh vực sử dụng lao động nhiều nhất tại Campuchia, mà còn đạt doanh thu khoảng 7 tỷ đô la mỗi năm. Với cứ 25 người Campuchia thì có một người làm việc trong các nhà máy sản xuất đồ may mặc. Do đó, Thụy Điển rất quan tâm đến việc đảm bảo người dân Campuchia có thể sống bằng cần câu cơm của chính mình thông qua ngành may này. Vậy thì điều gì dẫn đến quyết định đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Campuchia? Tuy là một trong những quốc gia hào phóng nhất, nhưng khi tham gia vào hoạt động từ thiện, Thụy Điển cũng không thể bỏ qua việc giám sát cách thức sử dụng nguồn lực mà họ cung cấp. Sau một thời gian dài quan sát, nhận thấy viện trợ không mang lại kết quả tích cực như kỳ vọng, Thụy Điển đã buộc phải có những động thái rõ ràng với Campuchia. Cụ thể, lãnh sự quán Thụy Điển đã công bố một thông báo chính thức về việc điều chỉnh mối quan hệ hợp tác với Campuchia theo một lộ trình minh bạch được thông báo trước rõ ràng. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, chính phủ Thụy Điển quyết định sẽ chuyển hướng tập trung vào hợp tác phát triển song phương tại Campuchia, đồng thời dần dần loại bỏ hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục, phân cấp, cũng như môi trường và khí hậu. Thụy Điển đã xác định rõ ràng lộ trình từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó chỉ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ tại Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực quyền con người, dân chủ và pháp quyền. Vào tháng 11 năm 2021, Đại sứ quán Thụy Điển tại Phnom Penh đã chính thức đóng cửa, và kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, cơ sở này đã được chuyển đổi thành văn phòng bộ phận trực thuộc Đại sứ quán tại Bangkok, Thái Lan. Đến tháng 12 năm 2023, chính phủ Thụy Điển đã công bố quyết định sẽ dần loại bỏ hợp tác phát triển song phương với Campuchia, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, văn phòng chi nhánh còn lại tại Phnom Penh sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Từ thời điểm này, Đại sứ quán tại Bangkok sẽ đảm nhận vai trò đại diện cho Thụy Điển tại Campuchia và thực hiện chiến lược hợp tác phát triển khu vực châu Á, Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2026. Rõ ràng, những động thái này cho thấy sự cương quyết và dứt khoát của Thụy Điển đối với Campuchia. Mặc dù đất nước Bắc Âu này đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực trong việc hỗ trợ phát triển cho Campuchia, nhưng quyết định rút lui khỏi những ưu đãi này cho thấy Thụy Điển sẵn sàng đưa ra các biện pháp mạnh mẽ khi nhận thấy không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vậy thì lý do cho việc này là gì? Khi thời hạn đóng cửa văn phòng Đại sứ quán Thụy Điển ngày càng đến gần, Campuchia lộ rõ sự tiếc nuối, nhưng giới báo chí nước này lại cho rằng việc đóng cửa Đại sứ quán Thụy Điển không phải là thất bại về chính trị, kinh tế và ngoại giao của Campuchia. Theo thông tin vào ngày 18 tháng 9 từ tờ báo Free News Asia của Campuchia, chính phủ Thụy Điển đã công bố quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Campuchia với lý do liên quan đến các vấn đề nội bộ tại Stockholm. Tuy nhiên, bài viết này không làm rõ bản chất của những vấn đề nội bộ đó. Điều này càng khiến công chúng hoang mang và dấy lên nhiều câu hỏi rằng nếu đúng là những vấn đề nội bộ, tại sao Thụy Điển lại chỉ đóng cửa Đại sứ quán tại Campuchia mà không áp dụng tương tự cho các quốc gia khác? Vậy thì lý do thực sự của việc này là gì? Trên thực tế, các văn bản chính thức cho thấy Thụy Điển đã bày tỏ sự thất vọng vì những khoản viện trợ và đầu tư của mình không mang lại cải thiện rõ rệt trong chất lượng cuộc sống của người dân Campuchia, điều mà họ từng kỳ vọng.
Điều này không chỉ phản ánh sự thất vọng về những vấn đề kinh tế mà còn về tình hình chính trị. Hơn nữa, theo nhận định từ giới chuyên môn, phản ứng dứt khoát của Thụy Điển còn xuất phát từ việc họ nhận thấy cách mà Campuchia đã đối xử với những người đã từng giúp đỡ họ, nhất là qua những biểu hiện rõ nét trong những năm gần đây. Thái độ này đã khiến Thụy Điển phải xem xét lại mối quan hệ hợp tác của mình với quốc gia Đông Nam Á này. Trong cuộc bầu cử Campuchia năm 2018, ông Hun Sen đã có những động thái gây tranh cãi nhằm làm suy yếu đối thủ chính trị của mình là ông Kem Sokha. Lãnh đạo đảng cứu nguy quốc gia Campuchia, ông Sokha bị buộc tội phản quốc và nhận án tù 5 tháng. Điều này được cho là giúp ông Hun Sen gia tăng cơ hội chiến thắng. Trước tình hình này, nữ đại sứ Thụy Điển Annika Ben David đã lên tiếng khuyến cáo Campuchia cần tôn trọng quyền hành pháp. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính thức của Campuchia, ông Phay Saiphan, đã bác bỏ lời khuyến cáo của bà và coi đây là sự can thiệp không thể chấp nhận và xúc phạm đến chính quyền. Để phản hồi, bà Ben David đã công bố số liệu cho thấy trong vòng 5 năm, Thụy Điển đã viện trợ cho Campuchia 100 triệu đô la, góp phần quan trọng vào ngành may mặc, nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của quốc gia này. Sau khi bị chỉ trích, bà Ben David cho rằng Thụy Điển sẽ phải cân nhắc lại quyết định hỗ trợ cho Campuchia. Sự việc này vào năm 2017 có thể chỉ là một giọt nước tràn ly, làm gia tăng khoảng cách trong mối quan hệ giữa Thụy Điển và Campuchia. Trên thực tế, tình huống này cực kỳ nguy hiểm cho Campuchia, bởi họ không chỉ tạo ra những giọt nước tràn ly mà còn thực hiện những hành động như hát đi bắt nước, nhắm vào những mạnh thường quân và nhà tài trợ quan trọng trong thời điểm khó khăn nhất của đất nước mình. Khi chính quyền không đánh giá đúng giá trị của sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, họ có thể tự làm suy yếu chính mình, dẫn đến việc mất đi những cơ hội quý báu để cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, Campuchia không chỉ ứng xử như vậy với một mình Thụy Điển. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng đây cũng là cách mà Campuchia đã và đang đối xử với nhiều quốc gia từng giúp đỡ Campuchia, và trong đó có cả Việt Nam. Vậy thì, điểm chung giữa sự kiện này với cách mà Campuchia đối xử với Việt Nam và nhiều quốc gia đã từng giúp đỡ mình là gì? Có thể thấy, một đặc điểm chung về cách cư xử của chính phủ Campuchia với Thụy Điển, Việt Nam và nhiều quốc gia được cho là các mạnh thường quân của họ, đó chính là cách mà họ tung hô Trung Quốc, so sánh sự giúp đỡ của các quốc gia khác với công ơn của Trung Quốc. Mà cụ thể là đối với sự phát triển của Campuchia, thì Trung Quốc mới là nước có công nhiều nhất. Các quốc gia còn lại có nhưng không đáng kể. Điều này đã và đang khiến nhiều quốc gia từng hết lòng với Campuchia cảm thấy bị đối xử vô ơn và dẫn đến những quyết định như đóng cửa đại sứ quán hay chấm dứt hợp tác song phương, như Thụy Điển. Dẫn chứng cho việc này là câu chuyện của Nhật Bản, một thực tế hiển nhiên được cộng đồng quốc tế công nhận là trong suốt nhiều thập niên đầy thử thách của những năm 1990, Nhật Bản đã trở thành nguồn viện trợ hàng đầu cho Campuchia, cung cấp khoảng 105 triệu đô la mỗi năm. Hơn nữa, quốc gia này còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Điển hình vào năm 2013, Nhật Bản đã đầu tư 130 triệu đô la để xây dựng cây cầu dài nhất bắc qua sông Mekong tại Niklong, một tuyến đường huyết mạch nối liền với Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2019, khi kiểm tra sân vận động Morodok Teko do Trung Quốc tài trợ, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc đến sự hỗ trợ của Nhật Bản nhằm phản bác những chỉ trích về việc thiên vị Trung Quốc. Ông phát biểu rằng, hãy nói về Nhật Bản đã đến trước Trung Hoa. Họ đã giúp chúng tôi xây dựng nhiều công trình, trong đó có đường 6A. Nhưng sau này, khi đường 6A trở nên chật chội, chúng tôi đã mở rộng nó lên 24 mét bằng nguồn vốn của Trung Quốc. Nhật Bản chỉ giúp chúng tôi xây dựng hai cây cầu, đó là cầu Tsubasa ở Niklong và một cây cầu khác cũng tên là Tsubasa Tamtan. Ông nhắc đến không gì khác, chính là cây cầu dài nhất của Campuchia, được khánh thành vào năm 2015 với 103 triệu đô la viện trợ từ Nhật Bản. Nhưng xem ra, nó không là gì khi ông Hun Sen nhắc đến việc sau này, người bạn Trung Quốc cũng đã giúp Campuchia xây dựng hàng loạt cây cầu khác. Cũng trong buổi nói chuyện vào tháng 7 năm 2019, ông Hun Sen nói rằng Campuchia đã có 3.000 km đường kết nối. Ông cũng kể ra sự giúp đỡ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Châu Á và cả Thái Lan. Nhưng ông chốt lại rằng, nếu không phải Trung Quốc, liệu chúng ta có thể kết nối các hành lang giao thông của mình được hay không? Tôi muốn đặt ra câu hỏi, nước nào có thể thay thế được Trung Quốc? Có thể thấy, ở vị trí lãnh đạo của mình, ông Hun Sen có thể đặt ra câu hỏi nước nào có thể thay thế được Trung Quốc và ở quyền lợi của mình. Việc lựa chọn hợp tác với nước nào cũng là quyền của người dân Campuchia. Điều đó không quốc gia nào có thể ép buộc được. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta vẫn hay nói đến một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì vậy, không khó hiểu khi nhiều người cho rằng thói quen so sánh của ông Hun Sen có thể dẫn đến việc những nhà tài trợ như Thụy Điển sẽ phải sớm nói lời tạm biệt. Vậy thì lý do cho cách ứng xử này là gì? Tại sao ông Hun Sen và chính phủ Campuchia lại ưu ái Trung Quốc hơn các quốc gia khác, dù những nước này đã dành nhiều sự giúp đỡ cho họ? Để hiểu rõ, chúng ta cần quay về giai đoạn năm 2000, khi ông Hun Sen đang tìm kiếm đối tác và nguồn lực vững chắc để củng cố quyền lực trong bối cảnh bất ổn. Những khoản viện trợ từ Nhật Bản
và Thụy Điển rất quý giá đối với chính phủ và nhân dân Campuchia. Nhưng ông Hun Sen nhận thức được rằng, để tồn tại và phát triển, ông cần xây dựng mối quan hệ với các đối tác mạnh mẽ hơn, tạo thêm lớp bảo vệ cho chính quyền của mình. Năm 1999, ông Hun Sen đã khởi xướng và sáng lập Tam giác phát triển, hợp tác giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, gọi tắt là KLVD. Tuy nhiên, điều này dường như chỉ là sự hợp tác với hai quốc gia láng giềng còn nghèo nàn. Có lẽ tâm lý e ngại đối với Việt Nam cũng khiến ông cảm thấy bất an. Vào tháng 2 năm 1999, ông lần đầu tiên thăm Trung Quốc với tư cách là nhà lãnh đạo Campuchia. Trong bối cảnh này, Đài Loan vẫn là nhà đầu tư lớn nhất tại quốc gia này trước chuyến đi của ông. Khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, ông Hun Sen đã mang về một khoản vay không tính lãi lên tới 200 triệu đô la Mỹ, cùng với cam kết viện trợ 18,3 triệu đô la Mỹ từ nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh đã tuyên bố rằng gói viện trợ này là lớn nhất mà nước này dành cho bất kỳ quốc gia nào, đồng thời ca ngợi chuyến thăm của ông Hun Sen như một cột mốc mới trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia. Tuy nhiên, có lẽ cột mốc thực sự trong mối quan hệ Trung Quốc-Campuchia chỉ được xác lập vào năm 2000, khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Campuchia. Sự kiện này đã khiến nhiều người nhận định Campuchia là bên được ưu ái, nhưng thực tế, Giang Trạch Dân cũng rất cần sự hỗ trợ từ Campuchia và chính quyền của ông Hun Sen để củng cố vị thế của mình. Vào tháng 11 năm 2000, khi Giang Trạch Dân thực hiện chuyến thăm Campuchia, ông phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong nước. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà ông phát động một năm trước đó đã tiêu tốn nhiều tài nguyên và gây ra sự phản đối mạnh mẽ vì tính tàn bạo và phi nghĩa. Đồng thời, học thuyết ba đại diện mà ông ra mới công bố không nhận được sự ủng hộ trong nội bộ đảng, khiến ông phải đối mặt với sự rình rập từ các phe phái đối thủ. Trong bối cảnh ấy, Giang Trạch Dân cần chuyển hướng sự chú ý ra nước ngoài, tìm kiếm những thành công ngoại giao để làm dịu bất ổn trong nước. Chuyến thăm Campuchia vì vậy trở thành một phần trong chuỗi các cuộc viếng thăm nước ngoài nhằm khôi phục hình ảnh và củng cố vị thế của ông. Trong chuyến thăm Campuchia vào tháng 11 năm 2000, ông Giang Trạch Dân và chính phủ Campuchia đã ký kết tuyên bố chung về hợp tác song phương, đánh dấu bước khởi đầu cho một mối quan hệ vừa mật thiết, vừa bí ẩn mà ông Tập Cận Bình và ông Hun Sen tiếp tục duy trì cho đến ngày nay. Ngay sau chuyến thăm này, Trung Quốc nhanh chóng tăng cường hỗ trợ kinh tế và xây dựng quốc phòng cho Campuchia. Để đáp lại, ông Hun Sen không ngần ngại tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc, khẳng định Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề không hề đơn giản. Cuộc hợp tác này phản ánh một chiến lược có chủ đích từ ông Giang Trạch Dân và những người đồng điều trong chính quyền của ông. Trung Quốc từng là nguồn viện trợ chính cho chế độ Khmer Đỏ, cung cấp không chỉ quân sự mà cả về kinh tế và thương mại để hỗ trợ cho chính quyền này. Đáng chú ý, Trương Xuân Kiều, một trong những kiến trúc sư của cách mạng văn hóa Trung Quốc, đã bí mật đến Campuchia vào tháng 1 năm 1976 để giúp Khmer Đỏ soạn thảo hiến pháp, theo hãng tin AFP. Một bức ảnh đáng chú ý từ năm 1970 cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đứng bên trái, chào đón Yim Gia Ri, một quan chức cấp cao của Khmer Đỏ, và 41 thủ lĩnh Khmer Đỏ đứng giữa theo dõi. Tuy nhiên, khi chế độ Khmer Đỏ thực hiện các cuộc tàn sát dã man và cuối cùng bị lật đổ bởi Việt Nam và nhân dân Campuchia, Trung Quốc đã nỗ lực che giấu mối quan hệ này. Sự thật là chính quyền Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bại lộ việc tài trợ cho Khmer Đỏ. Nếu một phiên tòa quốc tế xét xử các tội ác diệt chủng diễn ra một cách minh bạch và công bằng, uy tín của Bắc Kinh sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền của họ. Mối lo ngại của Bắc Kinh càng gia tăng khi vào cuối những năm 1990, cộng đồng quốc tế mạnh mẽ kêu gọi mở phiên tòa xét xử Khmer Đỏ. Khi vừa nhậm chức thủ tướng vào năm 1997, ông Hun Sen đã kêu gọi xử án Pol Pot và các thành viên Khmer Đỏ vì tội ác diệt chủng. Nhưng thái độ của ông đã thay đổi sau chuyến thăm Trung Quốc vào năm 1999. Sau cuộc gặp với Giang Trạch Dân, ông Hun Sen nhận ra rằng chính quyền Bắc Kinh không muốn có một phiên tòa quốc tế. Điều này đã khiến ông điều chỉnh chiến lược của mình để giữ mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Trong giai đoạn lãnh đạo của mình, đặc biệt từ năm 1999 đến năm 2003, Giang Trạch Dân đã nỗ lực kiên quyết nhằm ngăn chặn việc thành lập phiên tòa xét xử tội ác của Khmer Đỏ. Chẳng hạn, báo cáo của tổ chức quốc tế Celocap vào năm 2003, nhiều quốc gia như Úc, Nhật Bản, Pháp và Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán với Campuchia về việc thiết lập tòa án này. Những động thái này đã cho thấy sự quan tâm và áp lực quốc tế đối với vấn đề này của Campuchia, điều mà chính quyền Trung Quốc hết sức lo ngại. Vào tháng 4 năm 2003, Ấn Độ đã đề xuất hỗ trợ cho chính phủ Campuchia nếu họ quyết định tự mình tiến hành xét xử lãnh đạo Khmer Đỏ. Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức tòa án nào liên quan đến vấn đề này. Theo tiến sĩ Gatel, một nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng trong cuốn sách về mối quan hệ Trung Quốc với Lào và Campuchia, vào năm 2001, nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc để ngăn chặn việc thành lập tòa án xét xử Khmer Đỏ đã thất bại dưới áp lực từ cộng đồng tài trợ quốc tế. Campuchia cuối cùng đã đồng ý thành lập tòa án, nhưng lại áp dụng chiến thuật trì hoãn để làm giảm sức ép từ phía bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia nhận định, Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trong việc thành lập tòa án xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ.
Nhưng điều đáng chú ý là Trung Quốc đã từ chối sự tham gia của cộng đồng quốc tế vào quá trình xét xử. Ông Hun Sen từng khẳng định rằng ông xem tòa án quốc tế là một chiêu trò của Liên Hợp Quốc. Cơ quan này nên tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo tại Campuchia hơn là đưa các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ ra trước công lý. Có lẽ chính vì lý do này mà quá trình xét xử các tội ác của Khmer Đỏ đã bị trì hoãn nhiều năm. Khi phiên tòa cuối cùng được tổ chức, cáo trạng không được công bố. Điều này khiến người dân Campuchia và thế giới không thể thấy rõ ai thực sự đứng sau ủng hộ những kẻ sát nhân dã man này. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu những sự thật này nếu được công khai có thực sự quan trọng hay không? Để trả lời, chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu người Campuchia nhận thức được ai từng ủng hộ Khmer Đỏ trong quá khứ, liệu định kiến của họ đối với việc Việt Nam can thiệp quân sự có thể được hóa giải hay không? Chắc chắn điều này sẽ mang lại một cái nhìn tích cực hơn rất nhiều. Ít nhất là trong bối cảnh hiện tại ở Campuchia, người dân sẽ không còn sử dụng lý do phản đối CLV hay Việt Nam một cách ồn ào như trước đây. Đáng tiếc thay, việc ông Giang Trạch Dân và Trung Quốc sử dụng tiền bạc cùng quyền lực ngầm để thao túng công lý đã khiến một đoạn lịch sử quan trọng của người dân Campuchia bị đánh cắp. Hậu quả là hình ảnh Trung Quốc trong mắt nhiều người Campuchia trở nên như một ân nhân, trong khi Việt Nam thì lại bị nhìn nhận theo hướng trái ngược. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt. Chính những định kiến tiêu cực này đã trở thành vũ khí cho các đảng đối lập tạo cớ để họ chống lại ông Hun Sen qua CLVN. Liệu giờ đây, ông Hun Sen có phải suy nghĩ lại việc quyết định hợp tác với Giang Trạch Dân để làm mờ đi một phần lịch sử có liên quan đến Trung Quốc và có lẽ đang phải đối diện với hậu quả từ những lựa chọn ấy? Như vậy, có thể thấy được rằng, đằng sau quyết định đóng cửa, Đại sứ quán của Thụy Điển ở Campuchia ẩn chứa nhiều nguyên nhân sâu xa. Thế nhưng, điều mà chúng ta có thể thấy rõ là trước đó, Thụy Điển đã tỏ ra thất vọng trước cách Campuchia ứng xử với một đất nước đã và đang giúp đỡ mình. Đây cũng là cách Campuchia ứng xử với những quốc gia từng cưu mang Campuchia, và trong đó có lẽ cũng có Việt Nam. Sự tôn vinh Trung Quốc quá đà và xem thường sự giúp đỡ của những quốc gia khác có thể sẽ dẫn đến nhiều hậu quả xấu hơn nữa, chứ không chỉ là một quyết định đóng cửa đại sứ quán và chấm dứt hợp tác song phương của Thụy Điển. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia, đằng sau nó có rất nhiều ẩn khúc chưa được đưa ra ánh sáng. Thế nhưng, với cách mà những người phản đối Việt Nam quốc gia đã từng giúp đỡ mình, thì Campuchia cũng khó lòng có một tương lai sáng lạ. Bởi rồi khi quốc gia nào cũng nhận ra bản chất thật và quay lưng với Campuchia, một mình Trung Quốc cũng không thể cứu nổi Campuchia. Chưa kể, Trung Quốc cũng không phải là dạng vừa, chẳng qua Campuchia còn giá trị để lợi dụng thì họ còn săn đón. Khi hết giá trị thì cũng sẽ bị đối xử như cách Campuchia đã từng đối xử với ân nhân của mình mà thôi. Có thể thấy rằng, trong thời gian gần đây, Biển Đông đã thu hút và chứng kiến rất nhiều những hoạt động quân sự của nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ là những hoạt động của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, mà các quốc gia ngoài khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Mỹ cũng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình tại đây. Nguyên nhân thì chắc ai cũng hiểu rõ rằng, sự gia tăng yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông trong những năm vừa qua chính là yếu tố thúc đẩy sự bùng nổ quân sự này. Mới đây, vào ngày 21 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 của nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã diễn ra tại thành phố Wilmington của Mỹ. Hội nghị này tập trung vào việc tăng cường hội tụ chiến lược giữa các thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tác trong khu vực. Đặc biệt, bốn nước đã thống nhất sẽ tổ chức các cuộc tuần tra chung vào năm 2025. Thông báo này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên truyền thông, đặc biệt là phản ứng từ Trung Quốc. Trên trang mạng Sohu của Trung Quốc, ngày 25 tháng 9 đã đăng tải bài viết với tựa đề đấu tranh Trung Mỹ đã biến đổi về chất. Trong đó, chỉ trích rằng Mỹ đang lôi kéo đồng minh nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, khiến đất nước này rơi vào tình thế một chọi bốn. Vậy thì nội dung bài viết này có phản ánh đúng tình hình thực tế hay không? Khả năng tổ chức các cuộc tuần tra chung của bộ tứ liệu có khả thi? Và nếu được thực hiện thì việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam trong bối cảnh các tranh chấp tại Biển Đông? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Trên bài đăng, Sohu có bài viết như sau. Gần đây, Tổng thống Mỹ Biden đã chủ trì hội nghị lãnh đạo nhóm bộ tứ, đánh dấu hội nghị thượng đỉnh cuối cùng mà ông tham gia và dẫn dắt. Tuy nhiên, đừng để những ngôn từ và nghi thức phức tạp làm bạn bối rối, vì ẩn sau hội nghị này là một âm mưu quỷ kế. Đáng chú ý, trong hội nghị bốn nước đã thống nhất về một vấn đề lớn. Từ năm 2025, lực lượng cảnh sát biển của họ sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra chung. Mục tiêu chính của hoạt động này là nhằm đối phó với những đội tàu đánh cá mà họ cáo buộc là bất hợp pháp của Trung Quốc. Bốn quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đang phất cao ngọn cờ bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhưng những hành động của họ lại mang tính chất mờ ám để đánh tra này. Họ đã thiết lập cơ chế đối thoại an ninh bốn bên, thực chất là một liên minh nhằm bao vây Trung Quốc, dù nghe có vẻ như là một hành động chiến lược lớn. Nhưng thay vì sử dụng lực lượng quân sự, họ lại giao phó nhiệm vụ này cho lực lượng cảnh sát biển, dẫn đến sự lệch hướng đáng nghi trong kế hoạch.
Rõ ràng, đây là một chiêu trò tinh vi của Mỹ. Mặc dù họ tuyên bố nhắm vào đội tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc, nhưng thực tế mục tiêu lại nhắm vào hải cảnh Trung Quốc. Nếu họ điều lực lượng cảnh sát biển đối phó với người dân Trung Quốc, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc đối đầu trực diện với hải cảnh Trung Quốc. Do đó, dưới vỏ bọc chống lại các tàu đánh cá bất hợp pháp, động cơ thực sự chính là ý định phối hợp lực lượng cảnh sát biển để đối phó với hải cảnh Trung Quốc. Tại sao lại nhắm vào hải cảnh Trung Quốc? Câu trả lời không hề phức tạp bồn nữa nễ. Nhìn vào tình hình Biển Đông, chúng ta thấy rằng chính phủ Marcos của Philippines được Mỹ hỗ trợ, liên tục gây rối, nhưng mọi nỗ lực đều bị hải cảnh và hải quân Trung Quốc dập tắt, buộc họ phải rút lui. Tình huống này khiến Mỹ, mặc dù đứng sau giật giày, lại rơi vào thế bí vì không có lý do thuyết phục để can thiệp bảo vệ Philippines. Mặc dù Mỹ từng nhắc đến hiệp định phòng thủ chung với Philippines, hiệp ước này quy định rõ ràng Mỹ chỉ có thể can thiệp khi lực lượng vũ trang, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Điều đó có nghĩa là chỉ cần va chạm với Trung Quốc và Philippines không đạt đến mức độ tấn công vũ trang, Mỹ gần như không thể can thiệp, dẫn đến tình trạng bế tắc. Một vấn đề tương tự cũng diễn ra ở khu vực đảo Điếu Ngư. Nhật Bản luôn nhòm ngó Điếu Ngư, liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích, trêu đùa, nhưng khi đối mặt với hải cảnh Trung Quốc, họ không thể giành được lợi thế nào. Trong bối cảnh này, Mỹ chỉ còn cách lôi kéo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc lấy cớ bảo vệ ngư dân để liên kết 4 lực lượng cảnh sát biển nhằm đối phó với hải cảnh Trung Quốc. Từ hành động này có thể thấy, hình thức đấu tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đã trải qua một sự chuyển biến căn bản. Mỹ đã lôi kéo thêm 3 nước là Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, biến cục diện từ một cuộc đối đầu một chọi một thành một chọi 4. Chính phủ Biden nhận thấy rằng chỉ dựa vào sức mạnh riêng của mình, Mỹ khó lòng đối phó hiệu quả với Trung Quốc. Do đó, họ đã bắt đầu hình thành một liên minh ở khắp nơi với ý đồ lấy đông đánh ít, nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Vậy liệu kế hoạch tuần tra chung của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc có thể thực hiện thuận lợi và đạt được hiệu quả thực tế như mong muốn? Rõ ràng, họ đã đánh giá thấp năng lực và quyết tâm ứng phó của Trung Quốc. Tôi mạnh dạn dự đoán rằng vòng vây này sẽ không thể ngăn cản được bước tiến của Trung Quốc. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc không phải là những đối thủ yếu kém, họ đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú và sở hữu trang bị mạnh mẽ. Nhìn vào tình hình Biển Đông, hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần ứng phó thành công trước những khiêu khích từ Philippines. Điều này chứng minh rõ ràng khả năng của họ trong việc bảo vệ quyền lợi quốc gia. Đối với hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines, điều kiện hiệu lực của nó khiến Mỹ không thể dễ dàng can thiệp vào các khiêu khích và chỉ trích vô căn cứ. Trung Quốc hoàn toàn có khả năng bảo vệ quyền lợi của mình. Thất nhẹ ý dịu trước biết mẫu chỉ phỉ. Ở khu vực đảo Điếu Ngư, Nhật Bản cũng đã nhiều lần có hành vi khiêu khích, nhưng chưa bao giờ chiếm được ưu thế dù họ có làm gì đi nữa. Hải cảnh Trung Quốc luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, ngăn chặn tham vọng của Nhật Bản. Trong bối cảnh này, kế hoạch tuần tra chung của 4 nước có thể chỉ giống như một màn biểu diễn tự mãn. Cuộc đấu tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đã thay đổi về bản chất. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc cạnh tranh mà là một cuộc chiến lâu dài. Việc Mỹ lôi kéo 3 nước đồng minh đối phó với Trung Quốc sẽ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Trước hành động liên hiệp của 4 nước, Trung Quốc cần nâng cao cảnh giác ở hai hướng Nam và Bắc. Những khiêu khích ở Biển Đông sẽ không ngừng lại và tranh chấp tại Điếu Ngư cũng sẽ không lắng xuống. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ vững lòng tin và khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Vâng, đây là những nội dung của bài viết nói về việc tổ chức tuần tra chung trên Biển Nam bắt đầu từ năm 2025 của Bộ Tứ. Vậy thì, những nhận định này của bài viết có phản ánh đúng tình hình thực tế hay không? Có thể thấy trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh của 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc không nhắc đến Trung Quốc. Thế nhưng, với tình hình thực tế trên Biển Đông hiện nay, ta có thể chắc chắn rằng việc Bộ Tứ nói việc tuần tra chung nhằm đối phó với đội tàu đánh cá bất hợp pháp có lẽ là nhằm đến những đội tàu dân quân biển giả danh tàu đánh cá của Trung Quốc để hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Như vậy, theo phán quyết của tác giả bài báo, kế hoạch này thực chất là nhắm vào hải cảnh Trung Quốc là chính xác tới nơi. Vậy thì nguồn cơn của việc này là như thế nào? Đầu tiên phải nói đến việc thực hiện chiến lược vùng xám của Trung Quốc tại Biển Đông. Từ lâu, chúng ta đã không còn lạ gì với chiến lược sử dụng tàu dân quân biển của Trung Quốc, được gọi là chiến lược vùng xám cổ điển của Bắc Kinh. Trong đó, họ dùng tàu đánh cá để lấn át, giành chiến thắng mà không cần động binh. Nói cách khác, chiến lược này nhằm mục tiêu chiếm đoạt vùng biển đảo của các nước mà không phải dùng vũ lực trực tiếp với quy mô lớn. Trung Quốc nhiều lần bị tố điều tàu dân quân biển hoặc tàu khảo sát, được tàu hải cảnh tháp tùng để quấy rối các hoạt động hàng hải và thăm dò dầu khí của các quốc gia khác trong khu vực. Về vấn đề này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế SIS có trụ sở tại Washington đã có nhiều báo cáo chỉ ra rằng những con tàu có vẻ ngoài giống như tàu hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt cá thương mại, nhưng thực chất là chúng phục vụ cho các mục tiêu chính trị và quân sự của Trung Quốc. Trung tâm này cho biết,
Những gì họ phát hiện được trong quá trình nghiên cứu là Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng và chuyên nghiệp hóa lực lượng dân quân biển trong hàng chục năm qua. Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc sử dụng tàu dân quân biển để gây sức ép cho các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, thay vào đó nói rằng chúng chỉ là tàu đánh bắt cá thông thường. Vì vậy, sáng kiến minh bạch hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CIS đã viện dẫn nhiều nguồn tin khác nhau để bác bỏ lập luận của Trung Quốc. Tổ chức này trích dẫn một công báo riêng bằng tiếng Trung gọi những tàu thuyền này là lực lượng dân quân hàng hải, đồng thời đăng tải các hình ảnh vệ tinh và dữ liệu cho thấy tàu Trung Quốc qua lại trong khu vực tranh chấp mà không hề đánh bắt cá. Chẳng hạn, ảnh chụp vệ tinh vào hồi tháng 3 năm 2021 cho thấy có nhiều tàu Trung Quốc neo đậu tại đá ba đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa trong thời gian dài, nhưng những con tàu này không đánh bắt cá mà hầu như đứng yên. Ngoài ra, còn có những con tàu thả lưới xuống biển nhưng lại không có động tác kéo lưới lên. Việc tàu thuyền xuất hiện tại một khu vực Biển Đông trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không sử dụng lưới hoặc thiết bị đánh cá là bằng chứng cực kỳ thuyết phục cho thấy họ không phải đánh bắt cá vì mục đích thương mại. Ngoài ra, còn một dấu hiệu khác cho thấy tàu Trung Quốc không thực sự đánh bắt cá là việc chúng được buộc sát cạnh nhau. Điều này làm tăng độ ổn định khi chúng neo đậu và giúp chúng dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Không có lý do thương mại nào có thể biện minh cho hành vi như vậy của cả một đội tàu đánh cá. Các dữ liệu thăm dò cho thấy các tàu dân quân biển của Trung Quốc tập trung thành từng cụm lớn như vậy trong nhiều tuần liền. Nếu là ngư dân, họ sẽ thất thu nghiêm trọng. Mặc dù Trung Quốc phủ nhận những lập luận trên, nhưng nhiều nhận định cho rằng dân quân biển là một phần không thể thiếu trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách chủ quyền phi pháp ở Biển Đông và hơn thế nữa. Đáng chú ý, lực lượng này giúp Trung Quốc tăng cường sự xuất hiện trái phép xung quanh các bãi đá ngầm và các đảo mà không khơi mào xung đột quân sự. Mà theo câu trả lời của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng nhiều năm về trước, khi được hỏi về lực lượng này, ông có nói dân quân biển Trung Quốc do một công ty quản lý gọi là chi đội. Các chi đội được biến thành đại đội, các tổ sản xuất được biên chế thành trung đội. Mỗi tàu là một tiểu đội dân quân biển. Lực lượng này được tổ chức, trang bị, huấn luyện chu đáo, đãi ngộ hậu hĩnh để đối phó với các tình huống bất thường trong thời bình và thời chiến, bao gồm sử dụng vũ khí hạng nhẹ và triển khai thường xuyên đến các khu vực trên Biển Đông. Từ năm 2009, Trung Quốc đã đưa dân quân biển tham gia nhiều vụ đụng độ đáng chú ý ở Biển Đông, như quấy rối tàu của Mỹ năm 2009 tại phía nam đảo Hải Nam, hỗ trợ Hải quân Trung Quốc chiếm bãi cạn Skewerom 2012, hỗ trợ tàu Huệ 981 thăm dò trái phép trên vùng đặc quyền tế. Dân quân biển Trung Quốc ngày càng được tăng cường trên Biển Đông nhằm đảm bảo sự hiện diện thường xuyên, lâu dài, kiểm soát xung đột. Lâu dần, biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp, vùng tranh chấp thành vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, tiến tới lục chiếm Biển Đông mà không gây ra xung đột với nước nào. Đó chính là mục đích sâu xa của Trung Quốc khi sử dụng tàu dân quân biển. Như vậy, có thể thấy việc tổ chức các cuộc tuần tra chung của Bộ Tứ thực sự đã đánh thẳng vào lực lượng được cho là tiên phong trong yêu sách chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc. Bài viết còn cho biết việc này đã biến cục diện từ một cuộc đối đầu một bốt một thành một bì xỉm đầu. Thực ra, việc này đã diễn ra từ lâu, không phải đợi đến năm 2025 khi có thông tin tuần tra chung của những nước này thì mới được tiết lộ như vậy. Thời gian vừa qua, những nước này cũng đã tổ chức và tham gia các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, có lẽ không phải là số lượng một bốt như suy luận của tác giả bài viết của Trung Quốc, mà trên thực tế là một chọi rất nhiều. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta thấy rõ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đang đứng một mình một chiến tuyến. Phía còn lại, ngoài các quốc gia tranh chấp, đã có thêm Bộ Tứ và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đã bày tỏ sự bất bình với yêu sách Biển Đông của Trung Quốc như Anh, Pháp hay khối EU. Có lẽ về việc này, Trung Quốc nên nhìn lại chính mình. Tại sao lại có nhiều quốc gia đối đầu với mình như vậy? Nếu chỉ có các nước trong tranh chấp Biển Đông hoặc Mỹ thì còn có thể nói là mình đúng, mình thuộc lẽ phải. Nhưng những nước không có hoặc ít có lợi ích, không hoặc ít liên quan mà người ta vẫn phản đối thì chứng tỏ Trung Quốc đã đi ngược lại với lẽ phải, ngược lại với sự đồng tình chung của thế giới, hay rõ hơn là đi ngược lại với luật pháp quốc tế, bởi vì lẽ phải cũng được xét theo luật pháp mà ra. Không chỉ có quá nhiều quốc gia phản đối yêu sách trên Biển Đông, Trung Quốc còn có một danh sách dài những quốc gia đối lập với yêu sách trên lãnh thổ đất liền của mình, với hầu hết 14 quốc gia láng giềng từ Pakistan. Trong khi những quốc gia khác muốn làm bạn với láng giềng không được, thì những hành động của Trung Quốc lại suốt ngày gây hấn, như muốn xé toạc biên giới, đổ bộ tràn lan, nuốt trọn lãnh thổ của các quốc gia láng giềng. Đây có thực sự là lẽ phải, là công lý hay không? Với giọng điệu như thể mình là nạn nhân bị bao vây xung quanh, như tác giả bài viết nói, liệu có đúng không? Rõ ràng nạn nhân là những người còn lại trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, những nước bị Trung Quốc tổ chức thực hiện các hành động gây hấn. Từ xưa tới nay, chưa thấy có nạn nhân nào mà lại đi đánh người khác trước xong lại kêu mình là nạn nhân cả. Rõ ràng rằng Trung Quốc dám làm mà không dám nhận. Còn việc cho rằng cuộc đấu tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đã thay đổi về bản chất, không chỉ đơn thuần là một cuộc cạnh tranh mà là một cuộc chiến lâu dài cũng rất đúng. Bởi những hành động dây dưa không rõ ràng, cùng với sự vào cuộc của nhiều quốc gia,
sẽ khiến cho tình hình khu vực Biển Đông ngày càng rối và khó gỡ. Điều này chắc chắn sẽ mang đến một cuộc đối đầu lâu dài giữa Trung Quốc và bên còn lại. Vậy liệu Trung Quốc có trụ vững trong cuộc chiến này nếu nó thực sự kéo dài? Mặc dù chúng ta thấy rằng quân đội Trung Quốc đã có sự phát triển vượt bậc, thế nhưng việc đối chọi cùng lúc với nhiều đối tượng, mà những đối tượng này cũng đều là các cường quốc quân sự, thì có lẽ chúng ta đã phần nào thấy được kết cục. Trong bài viết, tác giả Trung Quốc rất lạc quan về việc tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ vượt qua. Thế nhưng nhìn nhận trên thực tế, như vừa nói, tương quan lực lượng cũng như năng lực của hai bên cho thấy rõ là đã quá lệ rồi. Việc lâm vào cuộc chiến kéo dài với nhiều đối thủ đáng gờm sẽ chỉ khiến cho Trung Quốc ngày càng kiệt quệ, suy yếu đi mà thôi. Và cuối cùng, hậu quả tất yếu như thế nào thì ai cũng có thể đoán ra được. Vậy thì, khả năng tổ chức các cuộc tuần tra chung của bộ tứ liệu có khả thi hay không? Phải khẳng định rằng hoạt động tuần tra chung vốn đã được lên kế hoạch từ hội nghị thượng đỉnh Tokyo năm 2002, nơi các nhà lãnh đạo bộ tứ giới thiệu sáng kiến đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về nhận thức lĩnh vực hàng hải, nhằm nâng cao nhận thức hàng hải trong khu vực thông qua công nghệ, chia sẻ thông tin và hỗ trợ tài chính. Tất cả các bên đã nhất trí thực hiện cam kết trong 5 năm. Tuy nhiên, việc triển khai tuần tra chung bị trì hoãn trong 2 năm qua với nhiều lý do. Cùng với đó là tình thế rất tế nhị hiện tại của nhóm bộ tứ khi đây là lần hội ngộ cuối cùng của 4 vị tổng thống của 4 nước này trong khuôn khổ nhóm bộ tứ. Ông Biden sẽ rời Nhà Trắng vào cuối tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, ông Kishida cũng sẽ không còn là thủ tướng Nhật Bản kể từ sau ngày mùng 1 tháng 10 sắp tới. Câu hỏi lớn nhất đặt ra trong nhóm này là những người kế nhiệm ông Biden ở Mỹ và ông Kishida ở Nhật Bản sẽ coi trọng khuôn khổ diễn đàn bộ tứ như thế nào. Tương lai tới đây của nhóm phụ thuộc vào cả hai nhân sự mới. Cả 4 người hiện tại đều quả quyết rằng, dù nhân sự có thay đổi thế nào, nhóm này không những tiếp tục tồn tại mà còn sẽ có vai trò cao hơn và ảnh hưởng hơn trên thế giới để ứng phó với các tác động tế nhị của thời điểm. 4 vị tham dự cuộc họp cấp cao năm nay của nhóm đã nhất trí với nhau về 3 việc cụ thể để tiến trình của bộ tứ không bị đảo ngược, hoặc ít nhất rất khó có thể bị đảo ngược sau những thay đổi nhân sự sắp tới. Thứ nhất, họ chú ý tạo ra sự đã rồi và đặt những người kế nhiệm ông Biden và ông Kishida trước những sự đã rồi trong nhóm bộ tứ. Thứ hai, họ đưa ra những định hướng hoạt động và trọng tâm ưu tiên chính sách mới. Đáng chú ý nhất là tập trung ứng phó các thách thức về chính trị và an ninh từ phía Trung Quốc ở tất cả các khu vực của vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thứ ba, họ dụng ý xây dựng sự liên kết và tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Biden và ông Kishida đều là những người cổ suý và thôi thúc rất mạnh mẽ việc thể chế hóa hơn nữa khuôn khổ diễn đàn bộ tứ. Cuộc gặp cấp cao của nhóm vừa qua ở Mỹ đã làm những việc cần thiết để hướng nhóm vào thời kỳ bất định sắp tới. Như vậy, có thể thấy khả năng tổ chức các cuộc tuần tra chung của nhóm bộ tứ vẫn chưa rõ ràng. Thế nhưng, với những gì họ đã cố gắng, chúng ta có thể tin tưởng rằng các cuộc tuần tra chung của 4 nước này sẽ được tổ chức trong năm 2025. Vậy, nếu tổ chức thành công, việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam trong bối cảnh các tranh chấp tại Biển Đông? Có thể thấy rằng việc tổ chức tuần tra chung mang lại cả thuận lợi và thách thức cho Việt Nam vô địch. Về thuận lợi, có thể khẳng định rằng việc này sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực Biển Đông, góp phần đảm bảo chủ quyền biển đảo của Việt Nam ba tàu. Đồng thời, nó cũng làm cho lực lượng thực hiện yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông bị phân tán, từ đó gián tiếp làm giảm những hoạt động gây hấn của Trung Quốc đối với tranh chấp của Việt Nam. Tuy nhiên, về thách thức, rõ ràng là sự xuất hiện của bộ tứ này trong Biển Đông tạo ra sự phức tạp cho địa chính trị vốn đã rối ren tại khu vực này. Nó sẽ khiến cho các tranh chấp trong khu vực cũng như tranh chấp của Việt Nam tại đây khó giải quyết và kéo dài hơn. Việc phải kéo dài thời gian tranh chấp sẽ khiến hao tiền tốn của, tốn thời gian của chúng ta rất nhiều. Chưa kể sự xuất hiện thường xuyên của họ cũng dễ dẫn đến các cuộc đụng độ, từ đó làm tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thực sự tại khu vực này cũng như tại các tranh chấp của Việt Nam. Điều này là điều mà chúng ta không hề mong muốn. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy, việc Bộ Tứ ra thông báo tổ chức lại cuộc tập trận chung năm 2025 rõ ràng đã gây ra tâm lý lo lắng trong người Trung Quốc. Tuy nhiên, với tâm lý của một cường quốc mới nổi, có vẻ họ còn đang nhìn nhận câu chuyện một cách đơn giản hơn thực tế rất nhiều khi tin rằng Trung Quốc sẽ vượt qua. Thế nhưng, việc tuần tra chung này chứng tỏ cuộc chiến trên Biển Đông của Trung Quốc sẽ kéo dài không hồi kết với nhiều đối thủ mạnh, khiến họ suy kiệt dần dần. Còn đối với Việt Nam, tuy rằng việc này cũng tạo ra những thách thức, nhưng có lẽ lợi ích nó mang lại cho Việt Nam trong tranh chấp khu vực này là lớn hơn, bởi không có việc tuần tra này thì Biển Đông đã luôn trong tình trạng muốn bùng nổ rồi. Còn chuyện kéo dài thời gian tranh chấp thì miễn là giữ vững chủ quyền, kéo dài bao lâu nhân dân Việt Nam đều có thể chịu đựng được. Trong mấy ngày hôm nay, thông tin về chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài bất thường của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đang làm xôn xao dư luận Trung Quốc. Hầu hết các nhà bình luận quân sự của Trung Quốc đều cho rằng chuyến thăm này rất có thể sẽ mở ra những bàn hợp đồng mua sắm vũ khí lớn của Việt Nam, đồng thời không quên bày tỏ quan điểm rằng
Việt Nam đang muốn gây thêm thù địch với Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không dự đoán rằng Việt Nam sẽ mua gì hay Trung Quốc sẽ đáp trả như thế nào. Thay vào đó, chúng tôi muốn trình bày với các bạn một góc nhìn khác, đó là vị thế của Việt Nam trong mắt Trung Quốc. Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, trong mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội Baidu của Trung Quốc và từ các học giả Trung Quốc đã có nhiều bàn luận về động thái của Việt Nam trong việc nâng cao quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ và Philippines. Các bài báo của Trung Quốc đều theo một mô típ chung. Họ bày tỏ nghi ngờ và bàn luận về những thỏa thuận mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của Đại tướng Phan Văn Giang. Đồng thời, họ cũng nhắc lại các động thái của Việt Nam trong tháng qua đã có ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt-Trung. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, phía Việt Nam đã mời đại diện Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội Việt Nam. Báo chí Trung Quốc cho rằng hai bên đã đạt được tiếng nói chung về hợp tác và cộng đồng chung tương lai. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Philippines theo lời mời của nước này vào thời điểm mà Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp căng thẳng nhất. Kể từ sau sự kiện Scarborough, phía Philippines cho biết đây là sự kiện lịch sử mở đường cho hợp tác sâu rộng trong tương lai. Lực lượng chấp pháp biển của hai bên đã có các cuộc diễn tập chung. Thậm chí, một số thông tin chưa được xác thực còn cho biết phía Philippines có thể sẽ đặt hàng một số tàu chấp pháp biển từ Việt Nam. Ngay sau chuyến thăm Philippines, phái đoàn Việt Nam tiếp tục chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 5 ngày. Và có tin đồn rằng hai bên đã ký kết hợp đồng mua máy bay vận tải C-130 cũng nhiều thỏa thuận khác. Như vậy, trong cùng một khoảng thời gian, Việt Nam đã liên tục có những động thái ngoại giao với nhiều phía trong một cuộc cạnh tranh mới. Tiếp theo, họ cho rằng những chuyến thăm này rõ ràng là đối phó với chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời vẽ ra những kịch bản mà Hoa Kỳ và Việt Nam có thể thỏa thuận với nhau. Theo họ, trong mấy năm qua, Hoa Kỳ luôn muốn lôi kéo Việt Nam và có ý đồ đưa Việt Nam gia nhập vào một tập đoàn chống Trung Quốc. Hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến, người Mỹ đương nhiên vui mừng ra mặt. Hai bên đã thảo luận những gì vẫn chưa công khai, nhưng có thể suy đoán rằng Việt Nam rõ ràng vì vấn đề Biển Đông mà muốn tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Mỹ hoặc mua sắm trang thiết bị mới. Mỹ đương nhiên sẽ tìm cách lợi dụng cơ sở quân sự của Việt Nam, bao gồm cảng biển và sân bay, để dùng làm nơi quá cảnh sửa chữa và tiếp tế vật chất. Tuy nhiên, việc chính thức đóng quân quy mô ở Việt Nam thì e rằng chưa thực hiện được. Hai bên dự định sẽ nhanh chóng sắp xếp một số giao lưu giữa các lực lượng quân đội hoạt động diễn tập chung. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu Việt Nam có hành động kết đồng minh quân sự với Mỹ và Philippines để chống Trung Quốc hay không? Cuối cùng, họ chốt lại rằng Việt Nam luôn là một trong những chủ thể chính trong tranh chấp Biển Đông. Đặc biệt, Việt Nam luôn duy trì cái gọi là ngoại giao cây tre của mình để giữ quan hệ cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, lợi dụng phương thức đó để đòi Trung Quốc nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Chúng ta biết rất rõ điều này. Chúng ta ở đây tức là Trung Quốc. Việt Nam cũng có không ít tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam thường tránh những vụ kiện tụng quốc tế. Nhưng ngay cả như vậy, chiến lược tổng thể của Việt Nam ở Biển Đông thực ra cũng không khác gì Philippines. Một mặt, Việt Nam muốn đặt những đảo đã kiểm soát vào thế đã rồi. Mặt khác, bài học từ cuộc chiến tranh biên giới 1979-1988 cũng cho họ thấy rằng vì anh em xa mà đắc tội với láng giềng gần là điều cần tránh. Do đó, Hoa Kỳ không nên ảo tưởng rằng Việt Nam sẽ gia nhập vào tập đoàn chống Trung Quốc với họ. Trên đây là những quan điểm chung mà tôi đã tổng hợp từ các phân tích của Trung Quốc trong mấy ngày qua. Tất nhiên, vì đây là báo chí Trung Quốc nên họ phải vẽ ra bối cảnh rằng mình là nạn nhân đang bị bao vây. Còn các nước khác thì giống như đang hợp lực đánh hội đồng Trung Quốc vậy. Nhưng rồi họ vẫn chốt lại rằng họ tin Việt Nam sẽ không mắc vào cái bẫy mà Hoa Kỳ giăng ra. Theo cách nói của họ, đây rõ ràng là kiểu vừa đấm vừa xoa, khi vừa đưa ra những thông điệp cứng rắn phản ứng về việc Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ, nhưng rồi cũng vỗ về cho rằng Việt Nam đủ hiểu đâu là tốt cho mình. Cuối cùng vẫn cứ là chĩa mũi dùi vào Hoa Kỳ, khuyên rằng họ nên bỏ ảo tưởng lôi kéo Việt Nam vào một liên minh chống Trung Quốc. Cơ bản thì nó cũng giống như những luận điểm của Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam tham gia chống Trung Quốc, nhưng chỉ thay đổi đối tượng mà thôi. Chúng ta sẽ không bàn về tính đúng sai ở đây, mà sẽ bàn về góc nhìn của Trung Quốc trong tranh chấp với Việt Nam trên Biển Đông. Quả thực, mình cũng đã có nhiều video phân tích về tâm thế của Việt Nam trong việc tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay thì mới có thể tổng hợp được các quan điểm và góc nhìn toàn cảnh của Trung Quốc về vấn đề này. Đầu tiên, chúng ta phải quay lại năm 2014. Sự kiện HD 981 đã thay đổi quan điểm của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và ngược lại. Sự kiện này có thể xem là sự bùng phát ở mức độ cao nhất trên tất cả những mâu thuẫn âm ỉ trong tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông kể từ sau vụ đụng độ Trường Sa năm 1988. Đối với tâm lý của người Việt, việc Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan vào sát nách nước mình, còn mang cả tàu chiến, máy bay quân sự tới để bảo vệ các giàn khoan đó là một mối đe dọa an ninh rất ghê gớm. Nó cũng chứng tỏ rằng, từ đây Trung Quốc đã tăng mức độ quyết đoán trong tranh chấp. Thay đổi căn bản do sự kiện giàn khoan gây ra đó là cả một dân tộc Việt Nam. Từ người dân thường đến lãnh đạo cấp cao trung ương,
đều nhận thấy rằng Việt Nam cần có sự thay đổi trong tư duy ứng xử với Trung Quốc. Sự kiện HD 981 là lời nhắc nhở rằng tranh chấp, bất đồng vẫn còn đó, không thể ảo tưởng về một mối quan hệ hoàn toàn chỉ có hữu nghị và tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam ta phải áp dụng tâm thế trong quan hệ với Trung Quốc, đó là có mặt tốt nhưng vẫn có mặt nguy cơ. Chính trong bối cảnh này, chúng ta cần phải thay đổi tâm thế ứng xử với Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, nên nhìn nhận rằng mối quan hệ Việt-Trung tồn tại cả mặt thuận lợi và mặt bất đồng tranh chấp. Vấn đề của chúng ta là làm sao phải phát huy được mặt thuận lợi, đồng thời đề phòng mặt bất lợi. Trong lúc đánh giá cao các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc như một động lực để phát triển, Việt Nam cũng luôn phải cảnh giác để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào họ, đồng thời càng cần cảnh giác với một hành động gây hấn bất ngờ của họ. Còn với Trung Quốc, họ cũng dần nhìn nhận và thay đổi góc nhìn khi tranh chấp với Việt Nam. Nhiều người cho rằng đó là vì động thái cứng rắn của Việt Nam trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền phi lý của họ, nhưng mình cho rằng điều đó phải bắt nguồn từ vị thế và các mối quan hệ ngoại giao đa dạng của Việt Nam. Việt Nam ta đã và đang tiếp tục tăng cường quan hệ với các cường quốc trên thế giới trong một thập kỷ gần đây, như thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một loạt các nước gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và mới đây nhất là Australia. Từ ngoại giao tới kinh tế, Việt Nam hiện nay đã không còn phụ thuộc vào một mình thị trường và kinh tế Trung Quốc như ba thập niên trước nữa, mà thay vào đó được phân bổ đều và dần trở thành một mắt xích quan trọng của nền kinh tế chung thế giới. Trung Quốc cũng phần nào nhìn nhận ngoại giao cây tre là một thành công của Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ giữa họ và Hoa Kỳ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, khi nó đủ để khiến Trung Quốc cho rằng nỗ lực của Hoa Kỳ lôi kéo Việt Nam vào liên minh chống lại họ là vô ích. Có thể nói rằng qua những luận điểm của Trung Quốc khi bàn về chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang, ta có thể thấy rằng họ cũng đang đánh giá cao chính sách ngoại giao và nỗ lực phát triển kinh tế của Việt Nam. Chính Trung Quốc cũng nhìn nhận rằng Việt Nam đang ở một vị thế rất khác so với ba thập kỷ trước. Mình cho rằng đó mới là sự thay đổi đầu tiên của Trung Quốc khi nhìn về Việt Nam. Điều tiếp theo là hành động của Việt Nam trong việc chống lại yêu sách của họ. Thời điểm năm 2014, Trung Quốc vẫn rất tự tin với chiến lược vùng xám của họ. Bằng hành động tranh chấp và đụng độ cứng rắn, họ có thể đạt được những cái lợi như trường hợp của Philippines năm 2012. Tuy nhiên, khi mọi thứ càng kéo dài, Trung Quốc càng nhận thấy chiến thuật này đã không còn hiệu quả, khi Việt Nam cũng đã thay đổi tất cả từ cách đối đầu đến hiệu chỉnh quan hệ hai bên. Trong tranh chấp, Việt Nam vừa cứng rắn trên biển, vừa cứng rắn trước công luận quốc tế. Việt Nam cũng không ngại đụng độ và không bao giờ mất cảnh giác với Trung Quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng chứng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ 2014 đến 2019, lực lượng giáp biển của Việt Nam đã lớn mạnh nhanh như vũ bão và trở thành lực lượng đông đảo hùng hậu nhất Đông Nam Á. Việt Nam không ngại gian quân ra với hàng trăm tàu đối đầu với Trung Quốc trong sự kiện bãi từ 9 năm 2019 và đá 3 năm 2021. Trong hiệu chỉnh quan hệ, Việt Nam kể từ năm 2019 đã cởi mở hơn trong truyền thông và giáo dục về cuộc chiến tranh biên giới 1979 và các cuộc đụng độ ở Trường Sa cũng như Hoàng Sa. Trong những hoạt động kỷ niệm này, Việt Nam ta không chỉ giải quyết được các vấn đề trong nước từ áp lực của cựu chiến binh đến trách nhiệm công bằng với lịch sử, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng. Việt Nam có thể gác lại quá khứ, nhưng không quên lịch sử đau thương. Dù rằng chiến tranh là hy sinh, là mất mát, nhưng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng mà Việt Nam không bao giờ nhượng bộ. Điều này đã buộc Trung Quốc phải thay đổi góc nhìn của mình trong tranh chấp và quan hệ giữa hai bên. Khi họ biết rằng việc cứng rắn sẽ không còn hiệu quả nữa, mà còn có nguy cơ đẩy Việt Nam gần về phía Hoa Kỳ hơn. Địa chính trị là năm 2022. Các cuộc đụng độ trên biển của hai bên cho tới nay đã giảm hẳn, báo chí hai bên cũng đã hạ nhiệt. Việt Nam đã tranh thủ mở rộng đảo và những công trình phòng thủ của mình tại Trường Sa với tốc độ chỉ sau Trung Quốc, khi tổng diện tích bồi lấp của Việt Nam trong năm 2023 đã bằng với 10 năm trước đó cộng lại. Trung Quốc hiểu rằng họ sẽ không thể thay đổi lập trường của Việt Nam, dù có gia tăng tranh chấp và đối đầu lên cấp độ nào đi nữa. Mặt khác, họ cũng đã hướng một con mắt sang phía bên kia địa cầu. Trung Quốc hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua cơ hội đưa Việt Nam vào một liên minh chống lại họ. Vậy nên, Trung Quốc đã phải thay đổi chiến thuật. Một mặt, họ vẫn đưa ra thông điệp cứng rắn với Việt Nam đồng nền. Điển hình là vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra một thông điệp rằng sẽ không để thảm kịch của Ukraine xảy ra xung quanh chúng ta. Đây rõ ràng là một thông điệp gửi tới Hà Nội. Mặt khác, Trung Quốc đã giảm cường độ tranh chấp với Việt Nam và tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Đài Loan hay Philippines. Thế nhưng ngay cả khi đó, nó cũng không làm Việt Nam mất cảnh giác với Trung Quốc. Điển hình là qua sự kiện tàu HD-26, kênh mình đã có video làm chi tiết về sự việc này. Các bạn có thể xem lại. Trong hoàn cảnh đó, khi thấy Việt Nam có động thái tăng cường quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ và Philippines, Trung Quốc vẫn đưa ra một thông điệp cảnh báo cứng rắn với Việt Nam đấy. Thế nhưng mặt khác, họ cũng không bỏ qua. Đồng thời, cốt yếu là quay sang Hoa Kỳ vài câu. Tổng kết lại, 10 năm sau sự kiện HD 981,
ta có thể thấy được phần nào thế của Việt Nam trong mắt các nước lớn đã tăng lên vài phần. Đồng thời, điều này cho thấy chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam đã phát huy tác dụng hiệu quả trong cân bằng quan hệ giữa các nước lớn.